Xin mọi người đã đến với video tiếp theo mình. Video này mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn một cái sự kiện airdrop nhé. Và sự kiện này thì nó sẽ trả cho các bạn là 3.000 USDT nhé. 3.000 USDT trên sự kiện này nó cực kỳ là uy tín nha anh em tranh thủ chơi ngay cho mình. Và đây các bạn có thể thấy này, 5 lần giới thiệu hàng đầu, vị trí số 1 là 200 USD này, BUSD này, vị trí thứ hai là 100 này, vị trí thứ 3 đến 5 là 50 này. Và người chiến thắng may mắn là 500 người nhá, thì các bạn sẽ nhận được tổng giải thưởng là 2,5 USDT. Đấy nên là anh em chơi luôn cho mình nhá. Link thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video. Ở đây các bạn sẽ kéo xuống đây và các bạn làm airdrop nhá. Đây gửi địa chỉ ví BEP 20 này cũng như tải xuống ứng dụng, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em từng mục nhá. Đầu tiên là anh em sẽ click vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Nó chuyển bạn đến cái cửa hàng shop này nhá, thì bạn sẽ tải cho mình con này, nó có ở trên cửa hàng shop này nhá, bạn sẽ cài đặt cho mình này, thì các bạn sẽ mở ra nhá. Và cái này thì nó chỉ có tiếng Anh thôi, bây giờ thì đợi loát nha anh em. Tiếp theo đến mục này thì anh em sẽ cứ click trên màn hình cho mình nhá, để nó ra một cái giao diện như này. Anh em sẽ ấn skip này và bỏ qua quảng cáo cho mình nhá. Ở đây thì các bạn sẽ click skip cho mình này. Rồi đến đây thì các bạn sẽ đợi một chút nhá. Ok, ở đây thì anh em sẽ chọn con phim cho mình nhé, cập nhật lên. Rồi sau khi mà cập nhật xong thì anh em chọn ok cho mình nhé. Đến đây anh em tiếp tục ấn này, cho mình này. Ok, tiếp tục nhé. Rồi sau đó anh em lại ấn tiếp ở đây cho mình nhé. Ấn tiếp này, ok. Ở đây anh em chọn giết cho mình nhé. Đến đây thì anh em sẽ chọn next hết cho mình nhé. Sau đó chọn ok cho mình này. Ok, khi mà ra giao diện như này đúng không, thì các bạn sẽ chọn vào mục ba gạch cho mình nhá, click đến mục link cho mình này. Ở đây thì anh em chưa đăng ký tài khoản, anh em chọn ở cái bên dưới này cho mình nhá, đăng ký tài khoản đây, sau đó là nhập cho mình cái email nhá, email anh em đăng ký tài khoản nhá. Khi nhập email rồi anh em click vào đây và đợi cái mã code nhá, thì anh em sẽ lấy cái mã code anh em dán vào đây và sau đó anh em chọn submit là được nhá. Ok, sau khi mà liên kết thành công anh em chọn cho mình nhá để chuyển này. Nó chuyển đến đây thì anh em sẽ đăng nhập vào cho mình nhá. Đăng nhập thì anh em sẽ nhập cái email vừa đăng ký này và lấy cái mã xác thực dán vào đây nhá, sau đó đăng nhập vào được. Và sau khi mà đăng nhập thành công thì mình các bạn sẽ thấy ở đây thì anh em có thể là mua những cái đồng coin ở đây nhá. Mua coin ở đây này. Và các bạn có thể là mua cái vật phẩm ở đây. Đây, danh sách vũ khí này, hộp NFT này. Thì bạn có thể vào đây các bạn tham khảo nhé. Nhưng video này mình đang hướng dẫn anh em làm airdrop nhé. Ở đây thì anh em sẽ thêm cái địa chỉ phí của các bạn vào đây nữa nhé. Đấy. Ok, sau khi mà anh em có link này đúng không? Anh em đây, anh em thiết lập link rồi, đăng ký tài khoản rồi. Thì anh em xem một số những cái thông tin ở đây nhé. Đấy, các bạn có thể claim này. Làm đây nhá. Đấy. Rồi các bạn sẽ nhận những cái vật phẩm ở đây nhá. Đây là một số những cái thông báo nha anh em. Về con game này, đây là một cái dự án game cực kỳ là uy tín nhá. Và nó đang là cho các bạn làm airdrop tổng giải thưởng lên đến là 3.000 đô. Nên các bạn chơi luôn cho mình, nó có trên cửa hàng Shop Play nhá. Đấy các bạn tham gia chơi luôn cho mình nhá. Ngoài ra thì anh em cũng có thể là mua hộp LFT hoặc là anh em cũng có thể là tham gia làm airdrop để kiếm tiền nhá. Đây là shop của nó này, thì các bạn có thể thấy nó đang bán những cái vật phẩm này, những cái nhân vật nhá. Đấy. Các bạn có nhận vari vàng này. Rồi, đây là một con game kiếm tiền uy tín nên là anh em chơi luôn cho mình, làm airdrop cho mình nhá. Ở đây thì bạn có thể là mua những cái hộp ở đây nhá. Hộp ở đây này. Đấy, rất là nhiều hộp. Thì nếu như mà các bạn muốn muốn tham gia thì là các bạn sẽ vào đây, mình sẽ hướng dẫn cho anh em nhé. Anh em sẽ vào cái phần link này, sau đó là anh em sẽ vào cái mi này nhá, để anh em tìm hiểu và anh em dịch sang tiếng Việt để anh em tham gia chơi nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ quay lại cái phần airdrop nhá. Đây là những cái nhân vật anh em sẽ nhận được là 3 nhân vật đấy nhá. Đấy. Skin này, đây là skin này, anh em sẽ xem ở đây.
trang chủ này. Đây. Đây là cái mà các bạn những cái nhân vật các bạn có thể thay đổi đây nhá. Đây là các bạn có thể là thay đổi skin ở đây. Và nếu như mà các bạn không hiểu tiếng Việt thì bạn có thể là dùng dùng dịch nhá. Dùng dịch để sang tiếng Việt. Ok, còn quay lại với mục airdrop anh nhá. Thì các bạn gửi cái địa chỉ ví BIP 20 của các bạn này thì các bạn thêm cái email mà các bạn nhận thông báo nhá. Và tiếp tục cộng 50 đây thì các bạn sẽ tải ứng dụng, link thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video nhá. Sau khi mà đăng ký rồi thì bạn nhập email vào đây nhá. Đấy, mình nhận thêm 50 đấy nhá. Và đây này, Twitter này. Với ảnh màn hình trận chiến 2P 2P PV trong Seco. Đây thì các bạn sẽ vào Twitter nhá. Các bạn chụp ảnh màn hình, sau đó là các bạn sẽ quay lại đây nhá, làm và các bạn sẽ làm hết những cái airdrop ở đây nhá, cũng như là cái phần giới thiệu bạn bè mùng nhập này. Ok. Rồi các bạn không hiểu thì các bạn có thể lại IP riêng cho mình nhá. Thế này Telegram mình cũng sẽ để dưới phần mô tả của video. Bây giờ thì mình sẽ dừng video nhá. Anh em chơi luôn cái này cho mình nhá. Đấy, tổng giải thưởng là 3.000 đô nha anh em. Khá là ngon luôn. Vừa chơi game trải trí vừa kiếm được tiền. Và bây giờ thì mình sẽ dừng video và quay ra zoom. Video này thì mình sẽ không quay ra zoom nha. Vì là tương tác của video đang rất là thấp, lượt like video đang rất là thấp nên mình sẽ không quay ra zoom, mình sẽ quay ra zoom ở video tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.